Xin lỗi cho mình quảng cáo 30 giây nhé. Mời các bạn tham gia các cái khóa học tự động hóa của bên mình bằng cách vào trang web hoctudonghoa.com. Khi mà vào trang web ấy, thì chúng ta sẽ vào mục khóa học. Và ở đây thì có tất cả các cái khóa học tự động hóa về PLC, về SCADA cho các bạn tham khảo. Và hy vọng các bạn có thể đăng ký các cái khóa học này. Chi phí khóa học cũng không cao lắm. Cảm ơn các bạn. Xin chào. Các bạn đang nhìn thấy một cái giao diện của cái hệ thống một cái trạm chiết rót xăng dầu mà các bạn thấy ở các cái trạm bơm xăng dầu cho các cái xe bồn ở trên đường ấy. Các bạn sẽ thấy là các cái xe bồn sẽ được bơm xăng vào, bơm xăng hoặc là dầu sẽ tùy vào cái đơn hàng nhé các bạn nhé. Và ở đây là cái phần mềm quản lý chiết rót xăng dầu mà bên mình đã viết cho cái trạm bơm xăng dầu ở Nghệ An. Tức là một cái trạm bơm xăng dầu thì bao gồm có hai họng rót, đó chính là họng xăng và họng dầu. Và cái hệ thống này thì sẽ kết nối với PLC S71200. Và đây mình sử dụng cái tia V15.1. Vậy thì chúng ta sẽ thử chạy cái phần mềm này xem nhé. Rồi trước hết thì các bạn mở cái vai chạy mà mình để link dưới video ấy. Thì chúng ta sẽ chạy PLC sim lên. Trước hết mình go apply tại vì lúc nãy mình vừa online. Vậy thì chúng ta sẽ chạy PLC sim lên, hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái PLC để mà down chương trình xuống trực tiếp. Sau đó start search và tìm down cái chương trình như bình thường thôi. Và chúng ta nhấn load. Lúc này chúng ta cứ nhấn nút load thôi. Chúng ta chọn start và chọn finish. Vậy thì để mà kết nối cái PLC sim này với cái Visual Studio ấy thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái phần mềm Net to PLC sim, mình cũng để link ở dưới video luôn. Thì chúng ta sẽ mở cái file bin này và bật chạy cái file này, open lên. Tất nhiên là ở Visual thì chúng ta sẽ đặt một cái địa chỉ IP cho trung. Chúng ta nhấn Yes. Sau đó nhấn OK và chúng ta sẽ Add New. Chúng ta lựa chọn cái cạc mạng này, cái địa chỉ IP này nó tự động các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ chọn là 192.168.11.111. Thì ở trong Visual ấy, thì các bạn cũng sẽ phải, mình tắt đã, cũng sẽ phải đặt địa chỉ IP cho nó. Các bạn vào đây này, setting này, đâu nhỉ, setting này. Open địa chỉ IP 192.168.11.111. Còn nếu các bạn có PLC thực, tức là có PLC thực tế ấy, thì chúng ta sẽ đặt cái địa chỉ này, chính là cái địa chỉ mà còn PLC chúng ta có. Cái PLC này ở đây, cái địa chỉ này. Còn đây là PLC stream cho nên là mình sẽ phải sử dụng một cái địa chỉ ảo. Đấy, nếu mà các bạn sử dụng PLC thực thì chúng ta sẽ đặt 192.168.0.1 vào đây, vào cái mục setting này. Vậy thì để mà lập trình cái chương trình Visual này ấy, thì bên mình có một cái khóa học mà các bạn có thể là vào tham khảo. Khóa học Visual Studio kết nối với PLC bằng cái ở cái trang web là hoctudonghoa.com này nhé. Và đây là khóa học Visual Studio kết nối với PLC. Rồi, thì ở đây là khai báo SQL. Tại vì ở đây chúng ta sử dụng SQL cho nên là chúng ta cũng sẽ khai báo bằng cách là sử dụng cái phần mềm Microsoft SQL Server. Thì ở đây mình đã tạo một cái bảng với tên là Petrodata và cái Petrodatabase, một cái database. Vậy thì tạo cái này như thế nào thì các bạn cũng có thể là tham khảo cái khóa học này luôn nhá. Và ở đây mình có một cái bảng dữ liệu, một cái database name là như thế này. Thì các bạn có thể là tải link về ở dưới video luôn. Đây, một cái cơ sở dữ liệu, một cái bảng mà mình đã phân loại ra rồi là số thẻ xe, khách hàng, mã phương tiện, nói chung là tất cả các cái dữ liệu của cái bài toán này. Quay trở lại với cái phần mềm mà kết nối PLC thì chúng ta sẽ sử dụng cái địa chỉ này, sau đó nhấn vào đây. Lúc này thì nó báo là chúng ta sẽ phải bật PLC sim lên. Thực tế thì mình bật rồi mà đúng không? Nhưng mà tại sao lại nó lại hỏi như vậy nữa? Thì chúng ta cứ nhấn OK đi, sau đó tắt cái PLC sim này. Tắt đi, sau đó chạy lại PLC sim một lần nữa nhé. Chạy lại PLC sim. Mình không hiểu sao nó cứ bắt chạy hai lần.
Ban đầu là bật PLC sim lên rồi nhưng mà nó chưa phát hiện ra, cho nên là mình phải bật một lần nữa. Đấy. Thì chúng ta lại quay lại bước 1 như đầu tiên thôi. Đúng không? Start module. Rồi. Và lúc này PLC sim đã chạy rồi. Thì chúng ta quay trở lại cái phần mềm này và nhấn vào đây thì nó sẽ ra cái địa chỉ gán cái địa chỉ 192.168.0.1 của PLC này cho cái địa chỉ 192.168.11.111 này. Chúng ta nhấn OK và ở đây sử dụng 1200 ấy. 1200 cho nên là chúng ta sẽ chọn cái này là 1 nha các bạn nhé. Sau đó nhấn OK và nhấn Start Server. Lúc này quay trở lại cái Visual Studio ấy. Thì đây là giao diện thiết kế này. Thì mình sẽ nhấn Start. Hoặc các bạn cũng có thể là build ra cái file EXE. Build ra một cái phần mềm file EXE để chạy trên một cái máy tính mà không cài cái Visual Studio ấy. Thì đây chính là màn hình chính này. Ngoài ra thì còn có màn hình quản lý dữ liệu, mục đích là để in ticket, tức là in hóa đơn đấy. Rồi tạo cơ sở dữ liệu, tạo cái đơn hàng cho khách hàng. Ví dụ như màn hình chính hiện tại là có 1254, tức là cái thẻ xe ID ấy. Thông thường thì người ta sẽ quẹt thẻ, nhưng mà ở đây không có quẹt thẻ cho nên là mình sẽ nhập dữ liệu là 1254. Lúc này có một cái đơn chưa xuất cho cái xe này. 1254 thì chúng ta sẽ tìm này. 1254 load. Thì các bạn sẽ thấy là cái dữ liệu xe nó xuất hiện ở đây. Thì thứ nhất là tên trường này, rồi biển số này, tên tài xế này. Rồi khoang 1, tại vì xe thì nó có 3 khoang mà. Khoang 1 thì là dầu này, khoang 2 là xăng và khoang 3 là xăng. Cái màu xanh xanh này tức là nó báo là chúng ta đang chuẩn bị rót khoang 2, tại vì đơn hàng của chúng ta là khoang 2 là rót xăng, mà ở đây là cái họng xăng mà. Cho nên là nó sẽ bỏ qua cái khoang 1, tại vì khoang 1 là họng dầu. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành rót khoang 2 trước cho cái xăng và số lít đặt là lít đặt tức là cái dung tích của cái khoang xe đấy là 150. Và các bạn thấy là hiện tại xe chưa xuất hiện thì chúng ta sẽ qua PLC để fork một tí này. Tại vì có xe thì nó mới chạy được, chứ không có xe thì nó rót đi ra ngoài, đúng không? Có một cái cảm biến phát hiện xe modify now, tức là cái có xe rồi, có xe ở vị trí xăng và dầu. Các bạn sẽ qua đây sẽ thấy cái xe xuất hiện rồi, đúng không? Và chúng ta sẽ nhấn nút xác nhận thôi. Hiện tại nhiệt độ là 25.14 này. Rồi chúng ta nhấn nút xác nhận. Đấy thì lúc này sẽ bắt đầu rót này. Và khối lượng khi nào mà khối lượng thực tế mà bằng khối lượng đặt. Lít. À cái này mình viết sai nhé. Cái này là mét khối các bạn nhé. Mình đánh dấu ở đây sai là mét khối nhé. Sửa lại một tí thôi. Và cứ để cho nó chạy đến 150. Tại vì chúng ta đặt ở đây là 150 khối, cho nên là nó cứ chạy đến 150 thôi. Và cái lưu lượng thực tế thì nó đo ở đây là chạy không có thiết bị thực, cho nên là nó lấy một cái giá trị bất kỳ nào đó thôi. Thì lưu lượng thực tế của cái cảm biến đo lưu lượng này. Và ở đây cũng hiển thị được nhiệt độ thực tế luôn. Và cái van này có hai chế độ, tức là chế độ ban đầu rót thì nó full, bật full, tức là bật hai mức cho van mở full luôn. Còn khi mà rót gần xong thì nó sẽ tắt mức 2 để giảm lưu lượng qua đây để đóng cho chính xác. Đóng cái lưu lượng cho chính xác. Đấy, nó rót xong rồi. Lưu lượng thực tế là nó rót xong rồi, nó tắt rồi, đúng không? Thì lúc này chúng ta load lại. Load lại. Load lại để mà rót tiếp ấy. Tức là quẹt thẻ lại một lần nữa để mà rót tiếp cho khoang 3. Thì các bạn thấy là khoang 2 nó ra rót xong mà khối lượng thực tế bây giờ là 150 rồi, đúng không? Và bây giờ khoang 3 cũng là xăng luôn. Thì chúng ta chuyển qua khoang 3. Các bạn nhấn load lại nhé. Quẹt thẻ lại. Và sau đó tiếp tục nhấn xác nhận. Thì khoang 3 cũng dung tích cũng là 150 luôn. Cho nên là nó sẽ bơm đến 150 nữa thì nó sẽ chạy. Và các bạn qua cái chương trình check một tí này. Online lên thì cái chương trình, ví dụ như chương trình chính ở đây mình sẽ viết một cái khối. Khối dùng chung cho cái miệng xăng và dầu. Đỡ viết lại mất công, đúng không? Ở đây là chương trình chính thì nó đang chạy, các bạn thấy chưa? Rồi các cái khối xuất ra output, rồi đọc về analog, rồi mô phỏng, rồi gửi dữ liệu lên SQL. Đấy. Thì qua cái phần mềm chúng ta xem thì nó đã rót được 100 lít rồi, đúng không? Khối analog đọc về thì ở đây thì sử dụng các cái hàm NORM rồi SCALE thôi.
À, ngoài ra thì còn có là các cái dữ liệu gửi lên nhận từ Visual Studio và gửi lên Visual Studio. Gửi lên thì có các cái thông số thực tế như thế này. Các bạn thấy chưa? Vâng, bây giờ đã rót xong rồi. Bởi vì rót xong hai khoang rồi, bây giờ nếu mà quẹt thẻ nữa thì nó không có dữ liệu nữa, cho nên là chúng ta ví dụ như cái người là tài xế ấy, người ta quẹt thẻ lại một lần nữa bằng cách là nút nút thì lúc này sẽ không tìm thấy dữ liệu nữa, tại vì nó đã rót xong hai khoang rồi, tại vì cài đặt của chúng ta là hai khoang mà. Bây giờ cái tài xế sẽ qua cái hỏng dầu để mà rót dầu, tại vì cái đơn hàng này ấy thì sẽ có một cái khoang là khoang dầu đấy, cho nên là tài xế sẽ lái xe qua cái hỏng dầu này, đồng thời là nhân viên sẽ xác nhận. Và lúc này thì bắt đầu rót dầu vào khoang thứ ba. Đây là khoang cuối cùng của cái xe. Khi mà rót xong khoang này thì tài xế là có thể là xuất xuất bến rồi, có thể là chở cái xăng đi đến về rồi. Ở đây là cái trung trạm xăng dầu, cho nên là ở đây là người ta bán. Do đó là khách hàng của họ là tên đơn vị như thế này, biển số xe này, tài xế lái xe này, và một số các cái thông số như dung tích của cái khoang 1, K1 là khoang 1, dung tích của khoang 2, dung tích của khoang 3. Và cái đơn hàng của khoang khoang 2 là gì, đơn hàng khoang 3 là gì, đơn hàng khoang 1 là gì. Cái này trên hệ thống nó sẽ có rồi. Rồi chúng ta chờ một lát này nhé. Thì nó khi mà rót xong thì nó sẽ xuất ra một dữ liệu. Và chúng ta sẽ thấy là cái thời gian rót xong lại là ngày hôm nay đúng không? Lúc 5 giờ 57 chiều. Thì một lát chúng ta qua cái quản lý dữ liệu để mà in sao kê cho người ta. Thì bây giờ đã rót xong rồi, nếu các bạn mà lốt lại nữa thì nó sẽ không có dữ liệu nữa đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái tab quản lý dữ liệu để mà in. Các bạn thấy là mã thẻ xe là 1254, thì ở đây qua chúng ta cũng tìm kiếm 1254 thôi. Và cái ngày rót là ngày hôm nay từ lúc 0 giờ đến 23 giờ đi chẳng hạn. Rồi chúng ta nhấn nút tìm kiếm thì nó sẽ ra 1254, hôm nay nó chạy được 3 chuyến, các bạn thấy chưa? Và chuyến gần nhất của chúng ta là 5 giờ bao nhiêu nhỉ? 5 giờ 53 phút đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái này. Và lúc chọn cái này thì các thông số thực tế của cái xe này nó sẽ hiển thị ở đây, các bạn thấy chưa? Khoang 1 thì bắt đầu rót là lúc nào, và kết thúc rót là lúc nào. Ở đây là mô phỏng cho nên nó chạy rất nhanh. Khoang 2 cũng vậy, bắt đầu và kết thúc. Khoang 3 bắt đầu và kết thúc là như thế này. Và đơn hàng. Vậy thì sau khi mà xác nhận các cái thông số tích kê ơn in hóa đơn ok rồi ấy, thì chúng ta sẽ xuất đơn này. Và lúc này thì nó sẽ ra một cái giao diện là đơn hàng công ty xăng dầu Nghệ An này, tích kê bán hàng đường bộ này. Và ngày xuất là cái thời gian mà mình nhấn nút xuất ấy, thì 5 giờ 58 phút đúng không? Và số phương tiện là tức là cái biển số xe này, người vận chuyển tức là người lái xe này, khách hàng là trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh chẳng hạn. Và mã đơn thì cái xe này nó sẽ có 3 khoang, cho nên là khoang đầu là dầu, và thứ tự ngăn ấy, tức là cái xe có 3 ngăn đúng không? Và dung tích ngăn là đều bằng nhau 150 cả. Và lưu lượng thực tế, lượng xuất thực tế là 150 và nhiệt độ thực tế là 25. Và ngoài ra thì còn có một cái xác nhận nữa, nhân viên người ta sẽ sử dụng một cái que để mà đo đo từ cái đỉnh của cái bồn xăng ấy xuống cái mức xăng là bao nhiêu để mà xác nhận lại bằng tay ấy mà. Và mã đơn là 1161 đúng không? Và bây giờ mình sẽ xuất ra một cái file PDF hoặc là nhấn vào nút in để mà in ra report là ngày hôm nay này. Đúng không? Và chúng ta tắt cái này đi. Mình lưu ở desktop cho nên là nó sẽ xuất ra cái desktop này, một cái file PDF hoặc là file có máy in thì chúng ta in trực tiếp luôn đấy. Và cái thông số của PDF là nó sẽ xuất ra như thế này các bạn nhé. Ok chưa nhỉ? Rồi, sau khi mà xuất báo cáo thì bây giờ chúng ta sẽ tìm lại dữ liệu 1254 cái ID xe này này, tìm lại có không? Không có đúng không? 1254 không có nữa. Cho nên là ví dụ như ngày hôm sau cái xe này nó tiếp tục nó vào nhận hàng, tức là cái bên đơn vị người ta đặt hàng tiếp, thì chúng ta sẽ tạo một cái đơn hàng cho xe có sẵn. Cái xe của chúng ta là xe 1254, cái mã ID của cái card ID cái thẻ xe ấy là 1254, và các cái thông số đơn vị rồi biển số rồi người lái xe là ở đây. Thì mã đơn là ví dụ như mã đơn là 1160 rồi đúng không? Thì bây giờ 1161 rồi thì chúng ta có thể là 1162 chẳng hạn.
162. Mã đơn này thì không được trùng đâu nhé. Ví dụ như trùng, ví dụ 11 mình nhập là 1161 thì nó sẽ không cho chúng ta nhập đâu. Và chọn đơn hàng. Ví dụ mình nhập là 1161 tức là trước đó ngày hôm nay đã có 1161 rồi. Mình nhấn nút xác nhận thì mã đơn hàng đã tồn tại, mời bạn chọn đơn khác đúng không? Nó không cho chúng ta nhập tại vì đơn hàng là duy nhất không được trùng nhau. Vậy thì 1160 1161 thì bây giờ mình sẽ chọn 1162 thôi. Và dung tích của xe là mình có thể thay đổi, ví dụ như 120 chẳng hạn, rồi 110 chẳng hạn, rồi 100 chẳng hạn. Và chúng ta nhấn nút xác nhận. Lúc này thì dữ liệu đã được thêm vào database thì nó đã thông báo rồi. Và quay trở lại. Quay trở lại thì các bạn sẽ thấy ở đây. Cái này chưa có 1254 đúng không? Vậy thì do mình không chọn cái xuyệt này các bạn này. Mình không chọn cái xuyệt này cho nên là nó chưa thêm được. Và mình quay trở lại cái database thì mình sẽ sửa một tí này. Edit. Và nhập vào đây là 1254. Đây, như vậy. Thì qua đây qua trở lại lốt thì 1254 đã có một mã đơn hàng 1162 của ngày hôm nay rồi đúng không? Và quay trở lại màn hình chính khi mà người lái xe đi vào quẹt thẻ, tức là nhấn nút lốt thì nó sẽ lại ra đơn hàng của ngày hôm nay và tiếp tục lặp lại quá trình như ban đầu nhé. Đấy, thì để mà quản lý cơ sở dữ liệu thì nó sẽ có một cái phần mềm khác lớn hơn, còn đây là cái phần mềm tại cái điểm, tại cái họng rót, tại cái họng rót các bạn nhé. Cho nên là nó sẽ không bao gồm các cái phần mềm thống kê đâu, các cái chức năng thống kê thì nó sẽ không sử dụng. Rồi, cái nội dung của cái hệ thống này thì là như vậy. Và làm sao để mà các bạn có thể làm được một cái phần mềm rất chi là hay như thế này đúng không? Thì các bạn có thể là liên hệ mình để mà tham gia cái khóa học Visual Studio này, kết nối Visual Studio với PLC. Thì ở đây có các cái hạng mục, các cái bài học để các bạn có thể làm được một cái phần mềm như thế này luôn. Giao tiếp SQL rồi hiển thị trạng thái symbol vân vân. Đấy, đây là cái nội dung của khóa học, các bạn có thể tham gia để mà cùng nhau viết các cái phần mềm tương đối là nhẹ cho các cái máy tính cấu hình thấp hay là các cái trạm mà cần dữ liệu, cần quản lý dữ liệu đấy. Thì chúng ta sẽ phải chắc chắn là sẽ dùng Visual Studio chứ không thể dùng WinGC hay là dùng Tia Pro được, tại vì nó sử dụng không phải là cho cái chức năng này, và cho cái chức năng của chúng ta đó chính là phải sử dụng cái Visual Studio này. Cái bài chạy thì mình để dưới video nhé. Còn cái khóa học thì các bạn có thể liên hệ mình hoặc là vào trực tiếp hoctudonghoa.com và đăng ký khóa học Visual Studio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.